Chào các bạn, trong các video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn một số món ăn vặt từ cóc. Và trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món nữa, đó chính là cóc muối. Và với món này thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đó là cóc thì các bạn chọn cóc bao tử, ớt và đường hoa mai và muối hạt to. Để thực hiện thì đầu tiên thì các bạn sẽ cho một tô nước như thế này và cho thêm vài thìa muối để khi các bạn gọt cóc cho vào để xóa bớt cái vị nhớt của cóc. Và sau đó thì các bạn sẽ gọt lần lượt cho hết cái phần cóc mà các bạn đã chuẩn bị. Các bạn nên sử dụng cóc bao tử để khi chúng ta bổ thì được dễ hơn và cóc bao tử thì có độ giòn ngon hơn khi các bạn muối. Và đây là phần cóc mà sau khi các bạn đã gọt xong. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ rửa bớt để cho nó bớt nhớt. Và các bạn nên tráng qua bằng nước để cho hết sạch nhớt và cho cóc được sạch. Sau đó chúng ta sẽ để ráo. Và bây giờ thì các bạn sẽ bổ theo hình mà các bạn thích. Vì đây là cóc bao tử nên việc các bạn bổ theo như thế này thì rất là dễ. Hoặc là các bạn cũng có thể bổ hình hoa cho đẹp mắt. Và với món cóc này thì các bạn có thể chế biến được rất nhiều cái món ăn vặt khác nhau như là cóc dầm, cóc lắc hoặc là cóc muối với sung, muối sổi như trong video trước mình đã chia sẻ với các bạn. Và đây là phần cóc mà sau khi các bạn đã bổ xong, sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái lọ sạch và chúng ta sẽ cho toàn bộ cái lượng cóc này vào. Và các bạn nên thái ớt thành những lát nhỏ như thế này. Hoặc là các bạn cũng có thể băm nhỏ ớt ra để cho nó tăng độ cay và nhìn được đẹp mắt hơn. Và cứ một lớp cóc thì các bạn sẽ cho thêm một lớp ớt. Và sau khi đã cho được cóc vào lọ thì các bạn sẽ chuẩn bị nước để các bạn muối. Nước này thì các bạn chỉ cần nước ấm. Và để cho đường nhanh tan thì đầu tiên các bạn sẽ cho nước nóng trước. Và ở đây thì các bạn dùng khoảng 1 đến 1,5 thìa đường và khoảng 1 thìa muối. Đây là đối với 1 lít nước. Và sau đó thì các bạn pha nước thành hơi ấm. Hoặc là các bạn sẽ pha theo tỷ lệ khoảng gần như 2 sôi 3 lạnh. Và đây là thành phẩm mà cóc muối sau được khoảng 1 ngày. Thì các bạn nhìn thấy rằng cóc có vẻ như đã mềm hơn một chút. Và ở những cái phần phía dưới thì cóc đã có những cái chuyển sang màu vàng. Và sau khoảng 1 ngày là các bạn đã có thể ăn tạm được rồi.
món cóc muối này có vị chua, hơi thanh thanh và hơi giòn. Và nếu như khi mà ăn thì các bạn muốn đậm đà hơn nữa thì các bạn có thể trộn thêm muối ớt. Và muốn để đẹp mắt hơn chút nữa thì các bạn có thể cho thêm một chút ớt bột. Đây là phần cóc đã có một màu hơi đổi màu thành màu vàng. Và nếu như các bạn để cóc sau 2 ngày thì cóc có màu lên màu rất là đẹp. Và khi này thì ăn cóc rất là giòn và có vị chua nhẹ, thanh thanh của cóc. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Hy vọng rằng chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như góp ý của các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào các bạn.